Sáng ngày 29 tháng 5, người dân sống tại khu vực phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ chứng kiến hàng loạt xe ô tô đang đổ bên đường bị một xe bán tải đâm liên hoàn, khiến nhiều xe hư hỏng nặng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng, khi một chiếc xe bán tải màu trắng, biển kiểm soát 14C-22904 đâm liên hoàn khiến 10 xe ô tô con khác bị hư hỏng nặng. May mắn không có thiệt hại về người. Sau đó tài xế xe bán tải rời khỏi hiện trường. Hiện đội cảnh sát giao thông, đội điều tra tổng hợp và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long đang phối hợp tiến hành xác minh, truy tìm tài xế, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.